Molifan kính chào quý vị đang theo dõi những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga Ukraina cũng như tình hình thế giới có trong ngày 8 tháng 3 năm 2024 của The Chicago Post. Thưa quý vị, trong ngày này, trùng với ngày thứ 743 của chiến sự Nga Ukraina đã diễn ra một động thái bất ngờ gây ra nhiều đồng đoán. Theo đó, đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân nước này ở thủ đô Moscow của Nga tránh tụ tập nơi đông người trong 48 giờ tới đề phòng các cuộc tấn công sắp xảy ra. Hãng tin RT Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cảnh báo những kẻ cực đoan đang âm mưu thực hiện tấn công ở thủ đô của Nga trong vài ngày tới. Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo cho biết những đối tượng cực đoan có kế hoạch tấn công vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm các buổi hòa nhạc và công dân Mỹ được khuyến cáo tránh các tụ điểm đông người trong 48 giờ tới. Đại sứ quán Mỹ phát cảnh báo trên trang web vào sáng sớm nay, 8 tháng 3. Đại sứ quán Mỹ cũng kêu gọi công dân nước này luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thông tin. Ngoài ra, đại sứ quán Mỹ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về cảnh báo. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó, hôm 7 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ Lynn Tracy để yêu cầu đại sứ quán Mỹ ở Moscow cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ mà gần đây bị cấm hoạt động ở Nga. Thưa quý vị, tiếp theo là một tổn thất to lớn trong hàng ngũ lãnh đạo của quân xâm lược. Theo đó, hãng tin Đông Âu Nesta đăng trên Telegram hôm thứ Năm rằng Alexei Ivanov, chỉ huy biệt đội lực lượng đặc biệt Beresvet Spetsnaz đã bị tiêu diệt bởi trinh sát trên không của lữ đoàn cơ giới số 30 của lực lượng vũ trang Ukraine trong bối cảnh quân đội Moscow được cho là tiếp tục chịu tổn thất nhân sự cao. Một tài khoản X tên KIU chuyên theo dõi các tổn thất cấp cao thông qua các thông báo công khai, cáo phó và tin tức cho biết ông đã bị loại ở Ukraine bởi một quả lựu đạn thả từ máy bay không người lái. Cả hai bài đăng đều không nêu ngày tháng hoặc địa điểm xảy ra vụ việc, nhưng KIU liên kết với một bài viết tưởng nhớ được viết vào ngày 1 tháng 3 trên trang mạng xã hội Vkontakte của Nga bởi Yaroslav, Yaroslav Tep. Người đã mô tả cách chiến đấu bên cạnh Alexei Ivanov. Yaroslav Tav, người tự nhận mình là đại diện ủy quyền của chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc Nga Sergei Baburin, đã viết Tin buồn, khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, chỉ huy đại đội 1 của đội trinh sát và phá hoại với biển hiệu Fagot đã chết. Nga được cho là đã mất rất nhiều sĩ quan trong cuộc chiến ở Ukraine với con số mới nhất của KIU là 3.667 trong đó có một trung tướng, 6 thiếu tướng, 89 đại tá, 218 trung tá và 618 đại úy. Lực lượng Nga cũng đã mất hơn 1.000 trung úy cấp cao, theo tài khoản X, tính đến ngày 1 tháng 3. Trong khi đó, con số thương vong mới nhất của Nga ở Ukraine được cho là 421.430 tính đến thứ năm, với 1.160 tổn thất được ghi nhận so với ngày hôm trước. Thưa quý vị, Ukraine lại dán một đòn đau nữa vào một trong những nhà máy lớn nhất của ngành luyện kim Nga, cách biên giới nước này 800 km. Theo đó, sáng qua ngày 7 tháng 3, một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái đã được thực hiện vào một nhà máy luyện kim ở Cherepovets, Nga. Chính thức, công ty Severstal, chủ nhà máy, thông báo về trục trặc công nghệ tại doanh nghiệp mà không nêu rõ nguyên nhân. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ ở trung tâm công nghiệp của thành phố và cho rằng thành phố đã bị máy bay không người lái tấn công. Các quan chức Nga phủ nhận có bất kỳ thương vong nào tại hiện trường. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết trục trặc công nghệ tại Cherepovets, Sevastopol trên thực tế đã khiến lò cao bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Thật khó để nói loại máy bay không người lái nào được sử dụng cho cuộc tấn công, nhưng thiết bị này có sức công phá rất lớn vì nó bao phủ khoảng cách hàng nghìn km và đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Hơn nữa, máy bay không người lái đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy, mặc dù bản thân cấu trúc này đã được bảo vệ đầy đủ do các quá trình công nghệ quan trọng diễn ra bên trong nó. Trong một diễn biến liên quan, một tòa nhà của Học viện Xe tăng Nga cũng đã bốc cháy hôm thứ năm trong vụ cháy lớn nhất không rõ nguyên nhân xảy ra bên trong nước này kể từ cuộc xâm lược nước láng giềng Ukraine năm 2022. Bộ Quốc phòng Moscow đã xác nhận vụ hỏa hoạn trong một tuyên bố khi các video về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội. Một video được đăng bởi Astra, một hãng tin Telegram có chú thích, một doanh trại của Học viện Xe Tăng đang bốc cháy ở Kazan. Được biết, các khu vực của Nga, bao gồm cả tỉnh Moscow, đã hứng chịu hàng loạt vụ hỏa hoạn kể từ khi nước này xâm lược toàn diện vào Ukraine chỉ hơn 2 năm trước. Một số đám cháy đã xảy ra tại các cơ sở công nghiệp và tòa nhà quân sự quan trọng. Các quan chức Nga thường đổ lỗi cho các cuộc tấn công và phá hoại bằng máy bay không người lái của Ukraine. Doanh trại của trưởng chỉ huy xe tăng cấp cao Kazan nằm ở Kazan, miền trung nước Nga, nơi huấn luyện binh sĩ được triển khai cho các đơn vị xe tăng ở Ukraine được nhìn thấy chìm trong khói khi lửa bùng lên trên hai tầng của nó. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga đã đổ lỗi cho ngọn lửa là do hệ thống dây điện bị lỗi. Được biết, Nga đã phải hứng chịu lan sóng tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Với một số cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn bao gồm Saint Petersburg và Moscow nhiều cuộc tấn công đã nhắm vào các kho đạn dược. Điện Kremlin đã cáo buộc Kiev cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng máy bay không người lái. Ukraine đã tăng cường tấn công vào các trung tâm dầu mỏ và nhà máy lọc dầu của Nga trong những tuần gần đây, buộc Moscow phải phê chuẩn lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng vào tháng trước. Vào tháng 1, Newsweek đưa tin rằng có tới 939 vụ cháy xảy ra ở Nga vào năm 2023 so với 416 vụ vào năm 2022. Có nghĩa là số vụ cháy ở nước này đã tăng 125,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là những diễn biến cho thấy sự sát cánh của các đồng minh bên cạnh Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair đã cam kết Ottawa sẽ tham gia nhóm liên lạc quốc phòng của Liên minh nhằm tăng cường năng lực máy bay không người lái của Ukraine, dẫn đầu là Latvia và Anh. Điều này đã được RBC Ukraine đưa tin có liên quan đến cơ quan báo chí của chính phủ Canada. Với tư cách là thành viên của liên minh này, Canada sẽ tiếp tục tìm cách mở rộng năng lực máy bay không người lái của Ukraine. Đến nay, Canada đã có đóng góp đáng kể trong việc tăng cường năng lực của UAV Ukraine với việc tặng hơn 100 máy ảnh UAV chuyên dụng do Elba Westcam sản xuất tại Canada. Ngoài những khoản quyên góp này, tháng trước Blair còn công bố quyên góp hơn 800 máy bay không người lái từ Waterloo, Teledive Fleur có trụ sở tại Ontario. Được biết, Canada đã cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Trước đó, vào ngày 23 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada đã công bố gói viện trợ mới cho Ukraine. Nó bao gồm 10 chiếc thuyền đa năng từ Zodiac Hurricane Technologies. Cũng tại Canada, họ tuyên bố bắt đầu huấn luyện Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, vào ngày 3 tháng 2, người ta biết rằng Canada đang xem xét khả năng chuyển giao hỏa tiễn không đối đất CRV-7 cho Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Canada tuyên bố rằng Ottawa đang tham gia vào hai liên minh sẽ trực thuộc nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Đó là Liên minh Thiết giáp và Liên minh Không quân. Trong một diễn biến liên quan, Pháp dự định mở rộng chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine. Đây là một khía cạnh trong sự hỗ trợ của Paris dành cho Kiev cùng với việc chuyển giao thiết bị và hỗ trợ tài chính. Như European Prop David, điều này đã được Bộ Quốc phòng Pháp báo cáo. Như đã nêu trong thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng, đến năm 2024, Paris có kế hoạch mở rộng đào tạo binh sĩ Ukraine vào lực lượng không quân và hải quân. Huấn luyện là một trong những khía cạnh hỗ trợ của Pháp dành cho Kiev, cùng với việc chuyển giao vũ khí và hỗ trợ tài chính. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Pháp đã đào tạo gần 10.000 nhân viên quân sự Ukraine, trong đó có 8.800 người vào năm 2023, Bộ Quốc phòng lưu ý. Bộ lưu ý rằng các cuộc tập trận được thực hiện trong 3 lĩnh vực bao gồm chiến thuật, cách sử dụng và bảo trì nhiều loại vũ khí được cung cấp, đào tạo chuyên ngành, bao gồm các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, hậu cần, ra phá bom mìn và trinh sát thiết giáp, huấn luyện chiến thuật của các đơn vị, tập trung vào các trận chiến đô thị và chiến hậu. Một ngày trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói với các lãnh đạo đảng Pháp rằng không có ranh giới đỏ nào trong việc hỗ trợ Ukraine. Vào ngày 17 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ thị cho chính phủ đưa ra tuyên bố trước Quốc hội về thỏa thuận an ninh song phương được ký với Ukraine vào ngày 16 tháng 2 và tình hình chung ở Ukraine. Sau đó sẽ có tranh luận và bỏ phiếu. Cũng tại châu Âu, Tuyên bố gây tiếng vang của Macron về khả năng gửi quân phương Tây tới Ukraine đã được thảo luận trong tuần thứ hai. Đến với một diễn biến khác thưa quý vị, trong khi các quốc gia phương Tây đang tăng cường thể hiện sự đoàn kết với Ukraine trong những ngày gần đây, thì tình hữu nghị không giới hạn giữa Trung Quốc và Nga cũng thấm thiết không kém. Theo đó, ngoài việc bí mật tuần vũ khí và công nghệ cho quốc gia xâm lược, thì lính đánh thuê Trung Quốc cũng đã bị phát hiện đang chiến đấu cho Nga ở Ukraine, theo một đoạn video được một blogger quân sự Nga chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn phim do phóng viên quân sự Nga Pavel Kukushkin chia sẻ trên kênh Telegram của mình cho thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau tại bàn, giao tiếp bằng tiếng Nga và tiếng Trung thông qua một phiên dịch điện tử giọng nói. Kukushkin viết, không có rào cản ngôn ngữ. Một tình nguyện viên từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giao tiếp với chỉ huy lữ đoàn quốc tế Pia bằng cách sử dụng một phiên dịch trực tuyến. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn trong cuộc chiến chống Ukraine và đưa ra một cuộc huy động toàn diện ở nước này để tăng cường nhân lực và trong nhiều tháng đã nhắm mục tiêu vào các công dân Cuba, Armenia và Kazakhstan, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ giáp với Nga thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Tổng cục tin báo quân sự Ukraine, GER, tuyên bố rằng Nga đã tuyển mộ một lính đánh thuê từ Syria để chiến đấu ở Ukraine, trong khi Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine do lực lượng tái chiến đặc biệt của chính phủ Ukraine điều hành cho biết người Malaysia cũng được phát hiện đang chiến đấu cho Nga ở vùng Donetsk bị chiếm đóng. Đơn vị Trung Quốc trong lữ đoàn Piatnashka đang ngày càng lớn mạnh. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc liên tục đến. Những người anh em Trung Quốc của chúng tôi cũng đã đến với chúng tôi. Một quân nhân Nga nói trong video do Kukushkin công bố. Đoạn video xuất hiện ngay sau khi Ấn Độ cho biết họ đang nỗ lực để đưa khoảng 20 công dân của mình về nước những người nói rằng họ đã bị lừa để chiến đấu cho Nga trên tiền tuyến ở Ukraine. Một số công dân Ấn Độ được Nga tuyển dụng nói với AFP rằng họ được hứa đảm nhận những vai trò không liên quan đến chiến đấu ở tiền tuyến. Nhưng khi đến Nga, họ đã được huấn luyện cách sử dụng các loại vũ khí, bao gồm súng trường tấn công Kalashnikov và được triển khai tới Ukraine. Mùa thu năm ngoái, tin báo Anh đánh giá rằng Nga đang tuyển mộ binh lính ở các nước láng giềng, trong khi có thông tin cho rằng những người lao động nhập cư có quốc tịch Nga đang bị bắt để chiến đấu ở Ukraine. Tình báo Anh vào thời điểm đó đánh giá rằng Nga có thể muốn tránh các biện pháp huy động trong nước không được lòng dân trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 diễn ra trong tháng này. Tầm vóc Mỹ chưa bao giờ khiến chúng ta phải thất vọng thưa quý vị. Đúng như câu nói kinh điển trong loạt phim người nhận, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao những lãnh trên vai sứ mệnh duy trì trật tự cho thế giới, vậy nên ngân sách cho quân sự của Hoa Kỳ luôn khiến phần còn lại của thế giới phải choáng ngợp. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố ngân sách quốc phòng năm 2025 của nước này vào ngày 11 tháng 3 tới lên gần 900 tỷ Mỹ Kim. Bloomberg đưa tin mức chi tiêu quốc phòng được đề xuất của Mỹ là khoảng 849,8 tỷ Mỹ Kim cho năm tài khoá 2025, giảm một chút so với năm 2024 nhưng vẫn là một con số khổng lồ. Trong đó, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm các đơn đặt hàng đối với máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm và tàu ngầm lớp Virginia. Hãng tin Mỹ trích dẫn các nguồn tin nói rằng việc cắt giảm phản ánh quyết định của Washington nhằm giảm ngân sách cho mua sắm, nghiên cứu và phát triển R&D so với dự kiến trước đó. Vì chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng thêm 1% trong năm tài chính 2025. Theo các nguồn thạo tin, Washington sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt 167,5 tỷ Mỹ kim để mua sắm hệ thống vũ khí và 143,2 tỷ Mỹ kim cho lĩnh vực R&D, phù hợp với đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2025. Động thái này diễn ra khi Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt biện pháp chi tiêu cho năm tài chính 2024 và bật đèn xanh cho dự luật bổ sung về an ninh quốc gia. Trước đó, Ngũ giác đài đề xuất mua 83 chiếc F-35 mới, nhưng con số này hiện sẽ giảm xuống chỉ còn 70 chiếc, tiết kiệm được 1,6 tỷ Mỹ kim. Tương tự, đề xuất của Hải quân Mỹ về các tàu ngầm lớp Virginia cũng sẽ giảm từ 2 chiếc xuống 1 chiếc, giúp tiết kiệm được hơn 2 tỷ Mỹ kim chi tiêu quốc phòng. Hồi cuối năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA năm 2024 cho phép chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục 886 tỷ Mỹ Kim, đi kèm theo đó là các chính sách như viện trợ cho Ukraine. Đạo luật trên liên quan đến việc tăng lương cho quân nhân, mua tàu chiến và máy bay, cho đến các chính sách như hỗ trợ cho các đối tác nước ngoài. Đạo luật dài gần 3.100 trang này kêu gọi tăng lương 5,2% cho quân nhân và tăng tổng ngân sách quốc phòng thêm khoảng 3%, lên 886 tỷ Mỹ Kim với việc thông qua ndaa mới chính quyền của tổng thống biden được cho là sẽ đầu tư tăng cường năng lực quân sự nhằm cạnh tranh với trung quốc và nga đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ và răng đe tại ấn độ dương thái bình dương với các đồng minh như anh và australia những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an. Quý vị cũng đừng quên bấm vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh quý vị nhé. MoneyFan cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.